Hello mọi người ha, thì bài trước mình đã biết cái cách mà mình install uh, dependency rồi cái các cái cách mà mình thực thi với TestNG uh, rồi với dự án Maven, Maven command thực thi bằng một cái suit rồi thực thi bằng tự IDE này luôn. Đó là mình biết cách rồi. Bây giờ mình đi sâu vô um, thì cả cái tutorial này cái mục đích chính của nó không phải đi nói về cái TestNG, nhưng mà tụi sẽ nói cho mọi người đủ để mọi người có thể dùng cái TestNG để mình tổ chức cái cái test của mình cho nó hợp lý ha. Bây giờ mình sẽ nói về các cái hook à, gọi là test entry hook nó ghi là cái chữ này nè à, nó gọi là các cái hook ha à, bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu cái là before shoot before test before class before method top after top after class after test after shoot là cái gì à, được chưa bây giờ mình sẽ tìm hiểu ha cái này mình sẽ không trọng mình mình sẽ tạo ra một cái class khác để giống mình, mình một cái dummy class test để mình test cái này cho mỗi lần nó nó xem cái này thì cũng lâu à rồi mình sẽ quay lại mình xử lý này sau Cái test này ha Tụi sẽ tạo một cái Java Class Và tụi sẽ gọi là uh, Test uh, Test ng hook Test ng hook Rồi Rồi ở trong này ha Cái đầu tiên á, mà mình thấy á, Là cái default suite à, Cái này kẻ cái này nó gọi là một cái suite thì cái đầu tiên nó chạy á là nó gọi là before source. đúng không? Ok, từ để từ chờ cho nó xong cái này cái. Nó bị đơ quá trời luôn. Rồi. Ở đây mình sẽ đi từ từ basic mình đi vô ha. Rồi. Ở đây mình sẽ có một cái annotation tên là à, ví dụ ở đây tụi sẽ đặt một cái method tên là publish Void before source. ở đây mọi người có thể đặt tên gì cũng được ha ở đây tôi sẽ in ra là sout system out trong print before source. đây ở đây thì tôi dùng annotation before source. đây nó có before group nữa ha mà trong trường hợp này mình sẽ không nói tới cái before group làm gì hết á ha mọi người có thể explore thêm before shoot rồi bây giờ mình copy cái này à, before shoot thì có cái gì after shoot đúng không after shoot được chưa control space import nó vô before thì có after rồi chỗ này là after rồi copy cái này before shoot rồi after shoot đúng không bỏ vô sau suốt thì có tới test à, before test after test thay đổi này luôn ha before test control space after test control space rồi cái này là before test after test rồi có before test after test thì ở giữa của nó là gì before class và after class rồi before class mình đặt ở đâu cũng được ha nhưng trong trường hợp này tụi đặt cái lớp cái lan để cho mọi người hình dung cái structure của nó, nó luôn after class before class rồi after class rồi before class after class rồi cuối cùng sẽ có before method and after method ở đây rồi before method after method before method after method rồi sửa lại ok mọi người có thể đặt cái tên gì cũng được chủ yếu là cái annotation nó đúng thôi chứ còn cái tên gì thì nó cũng móc ra nó thực thi nó đúng theo cái đó hết á rồi bây giờ mình sẽ sửa mình có một cái test class hết sức là đơn giản như thế này chỉ có chứa những cái hút thôi được cho về bây giờ mình thay đổi nè ở trong này ha mình giả sử mình có thêm một cái test mới control c control v bây giờ mình bôi đậm này mình nhấn control cái dấu gạch cái dấu slash hoặc là comment ở trên máy mát để mình Command cái cũ ra ở đây mình sẽ để là test nhưng mà mình sẽ test là test ng hook đây mình muốn run cái này nè rồi mình run lại xem thử nó in ra cái gì cho mình nha Rồi nó đang tiêu chờ xíu nha mọi người. Rồi đây, mọi người thấy không? Không phải là do mình đặt theo thứ tự mà nó in theo thứ tự. Nhưng mà cái cách nó chạy là gì? À, à, ở đây, before shoot, rồi tới before test, rồi tới after test, rồi tới after shoot. À, ở trong này, vì sao nó không in ra cho mình là À, chỉ có before shoot before test mà nó không in ra cho mình cái before class và before method tại vì sao ở trong cái test class thì ở trong cái class này của mình không có cái method gì để test thì nó sẽ không trigger cái đó hay à, chú ý ha cái đó ha cho nên ở đây giả sử Tụi có một cái method để test Tụi để ở đây à, uh, void test something rồi INDA uh, in da là testing rồi chỗ này là có cái annotation test xong bây giờ cái before shoot before tới cái before test thì mình cho uh, suyệt cho cái đi ha rồi before class là suyệt tê suyệt tê hai cái tab cho ha before method mình cho suyệt tê suyệt tê, suyệt tê, ba cái tab cho ha để cho nó thuộc chỗ mình thấy ha rồi after method thì cũng vậy suy tê suy tê suy tê, tê rồi after class thì là suy tê suy tê after test thì là suy tê rồi mình run cái này lại again xem thử bây giờ nó có trigger ra thì hình này nó như thế nào nha à đây mình thấy không before shoot nó chạy xong gì before test before class rồi tới before method là cái test method của mình rồi nó mới bắt đầu testing được chưa test xong rồi gì after method tức là after cái method test này after class after test after shoot mọi người hiểu cái suy cần của nó rồi đúng không được chưa vậy là cứ ở trong này cứ có bao nhiêu cái test method không biết nhưng mà mỗi lần trước khi nó test cái đó nó sẽ gọi before method nếu có được chưa và mỗi lần nó nó thực thi cái test class của mình nó gọi before class còn cái before test này á nó thực thi khi khi nào cái này mọi người phải hiểu kỹ nha để cho hiểu kỹ chỗ này á, tụi sẽ có tình tụ duplicate cái chỗ này lên gắn. À test anti hook 2 hit enter. Rồi, tụi để yên y chang ở trong này hết như thế này ha, để cho mọi người có thể hình dung được bây giờ ở trong này tụi không phải run một cái nữa mà chỗ này tụi sẽ uh, duplicate lên. Hook 2 chỗ này là parallel tụi sẽ để theo cái kiểu là parallel classes ha và đây sẽ để là uh, cái uh, thrust cao bằng 4 và có nghĩa tôi chạy parallel hai cái này luôn thì để xem thử mình hình dung là cái chuyện gì xảy ra đối với cái thằng before test đúng không nên nhớ before test là nó có nghĩa là gì tại cái thời điểm test này nè có bao nhiêu cái before test ở trong cái thằng này nó sẽ móc ra hết còn before class là trước khi nó thực hiện cái class test này nó mới thực thi khi nó thực thi class này còn before method là ở bên trong ấy, trước khi nó thực thi cái method đó nó sẽ thực hiện cái before method à, và ngược lại bắt đầu before thì có after bây giờ mình run ha mình sẽ thấy hai cái before test do mình bỏ ở trong hai cái này nó sẽ thực thi cùng lúc và cái đó không phải là cái good practice nha thường là những cái hook lớn như là before shoot before test là thường người ta chỉ dùng có một cái ở trong các một cái một cái test nào đó thôi cả một cái group nào đó thôi à, cho người ta không có dùng cái chỗ nào người ta cũng để như vậy nhưng mà mình chạy ra để mình thấy nè bây giờ control r đang chạy lại thì mình thấy tại thời điểm này là tất cả các việc test nó sẽ được thực thi cùng lúc này đây hai cái before test nó làm sao cùng lúc ha rồi tới cái before class tại vì hai cái này nó cùng lúc ha nó thực thi được chưa rồi xong rồi tới mới bắt đầu là từng cái method trong trường hợp này mình chạy song song ví dụ giả sử mình bỏ cái song song này nó chạy từng cái đấy ha thì cái before test của thằng nào thì nó móc ra nó trước bây giờ mình để không có song song gì hết up oh, sorry cái này nó bị lỗi sinh tắc để tôi stop cái này Đây. khi mà mình không chạy song song đó mình thấy cái này rõ ràng hơn bây giờ nó chạy từng từng cái nhưng mà hai cái before test nó lôi ra nó chạy hết luôn một lần nó không có kể là thằng nào chạy trước kỳ sau nhưng mà nó gặp cái thằng test này cái tất cả before test nó lôi ra dù mình để ở đâu nó cũng lôi ra cho nên mình chú ý cái chuyện đó ha còn before class là khi nào mình thực thi cái class đó thì nó mới thực thi ok bây giờ là mình hình dung mình hiểu được cái vấn đề cái cái hút này rồi mình sẽ quay lại mình sẽ customize mình delete cái test này của mình đi mình sẽ customize cái thằng này rồi, ở trong cái test class này của mình, mình implement cái này và mình sẽ có giả sử là mình sẽ có một cái base test, mình sẽ đưa những cái chung chung ra ở ngoài đó, mình sẽ giữ và cái đó mình sẽ giữ ở before suit luôn. À, tức là <laughs> ở trong cái before uh, một cái before suit là mình muốn thực thi trước, rồi mình có một cái before test uh, của mình, mình sẽ giữ cái khác ở trong này, ở trong cái test mình mình sẽ tạo ra một cái base test. rồi ở trong cái base test này á thì uh, đầu tiên mình sẽ xét một cái uh, method ở đây chính là mình sẽ để là Publish for mình sẽ để là before trong trường hợp này mình sẽ để before search. à, ý đồ của mình sẽ run cái gì uh, annotation là before shoot ở đây uh, không phải là interface class rồi mọi người before shoot được chưa và mình sẽ có một cái là before test ở đây luôn trước khi trước bất kỳ một cái uh, mình chỉ có một cái test thôi mình sẽ giữ những cái liên quan tới uh, những cái phần mà authentication được các kiểu ha before test ở đây mình sẽ để là public void before test rồi <laughs> mình sẽ có một vài cái thứ nhất này mình muốn nè à, uh, những cái liên quan tới Base UI project key thì cái này mình sẽ đưa từ biến môi trường hoặc là mình giữ trong này cũng được cái này từ vài bộ chắc mình đưa từ biến môi trường xuống nha còn cái project key có thể mình giữ ở trong này hoặc là mình đưa từ biến môi trường nhưng mà dù gì thì gì mình cũng phải đưa qua cái Base step mình không có để ở đây thì cái Base URL và project key này mình biến thành hai cái protected để cho con nó có thể dùng được mà ở bên ngoài những cái thằng không kế thừa không dùng được protected string ở đây mình sẽ để là Base UI à... Uh, trong trường hợp này á, before suit này uh, ok mình để protective string vậy thôi. Được chưa? Rồi xuống này mình xét sau. Rồi mình sẽ có một cái là project key. Rồi mình để ở đây. Hai à, cái cần cái gì nữa? Mình có một cái request specification, request đúng không? Rồi có thêm cái thằng này nữa. Oh sorry. Ừ, copy paste cái thằng này đi. Protected. rồi có cái thằng nào để tắt ra? Được không? Encode credential, ok, mình sẽ lấy cái một cái string encode credential string này mình tắt ra lên này luôn đi. À, đó, cả, cả cái này dùng cho một cái suit luôn á. À, bây giờ uh, duplicate cái thằng này lấy ra một cái string encode credential. Rồi bây giờ mình bỏ vô trong này ha. Đầu tiên trước khi chạy cả cái suit này, mình sẽ lấy ra, ok, xét cái encode credential của mình bằng cái này. Rồi. Encode credential của mình. Base step này mình sẽ đi implement request capability. kiểu lát mình sẽ remove cái request capability từ cái test mình ra rồi mình xét một cái này. Encode base UI của mình. OK, đáng lẽ là mình từ từ mình lấy từ biến môi trường đúng không? Bây giờ mình xét luôn ở đây mà cái này. Rồi, được chưa? Rồi mình sẽ có thêm uh, phần gì nữa cái request của mình toàn bộ cái request của mình mình sẽ làm ở đây Đấy, start, rồi ok before test mình sẽ set cái request ở đây mình sẽ set lại là request bằng given ok rồi mình set toàn bộ before cái test thì mình sẽ có cái request này ở đây và mình sẽ dùng lại cái trong trường hợp này cái project key của mình uh, hình như mình không dùng cái project key ở đây à đây project key của mình mình cũng tắt ra luôn ha project key ở này mình bỏ qua <laughs> rồi project key rồi ý đồ của mình là before shoot nó sẽ xét những cái này cho con nó dùng before test nó sẽ khởi tạo một cái nó sẽ uh, declare một cái request này mình để before shoot cũng được ha? nhưng mà trong trường hợp nếu mà để before shoot một vài cái ở một vài chỗ thì nó sẽ effect globally luôn cho nên chỗ này mình có thể mình tách ra mình simulate eh, before shoot nó làm trước cái shoot rồi tới toàn bộ cái này là cho cả một cái shoot còn cái này là cả một trước khi một cái test ha à, trước bất kỳ một cái test nào thì nó cũng đưa một cái request này ha. À, rồi bây giờ ra ngoài này mình sẽ extend cái base test của mình mình không có cần cái này nữa mình bỏ này ra luôn rồi đầu tiên những cái mà liên quan bay url project bỏ email uh, email token này bỏ luôn request mình cũng không cần lấy từ cha của mình lấy từ cái base stack bỏ, bỏ bỏ hết bỏ cái này luôn rồi bỏ toàn bộ Ha mình right click uh, cái group này ha right click optimize import rồi mọi người thấy bắt đầu còn ngang không request API project key mình lấy từ cái base test cha của mình mà cha của mình khi mình chạy thì chắc chắn là gì cái default shoot này nó thực thi trước sau đó tớ, tới before test trước khi cả cái test của này của mình cho nên chắc chắn như cái này nó đã init được rồi nó không nó init được hết cho mình rồi thì do trong này thì mình dùng được bây giờ mình test thử mình run cái suit của mình bây giờ mình test thử cái suit content của mình ha mình muốn chạy cái này Jira Credential ở chỗ này đó mình dùng cái base step thì bây giờ mình run mình thấy bắt đầu từ những cái ngày bắt đầu mình làm cái này mình thấy trong này một một nu luôn bây giờ mình làm mình, mình bắt đầu mình refactor một chút một chút một chút một chút một chút kia bắt đầu nó gọn không bây giờ mình run ha mình run trực tiếp vào chỗ này cũng được nhưng trong trường hợp này á mình muốn run cả cái suốt này luôn ha ok mình run từ đây hoặc là dùng Maven Command giống như bài trước tụi nó mọi người á ha <laughs> rồi nó hơi đơ tụi click rồi đó mà chờ nó tí click lại cái coi rồi Đó. nó lấy được tất cả các cái thông tin và nó chạy bình thường ngon lành thấy chưa đây là cái cách mà mình dùng test ng hook thì mình hiểu rồi thì mình có thể tạo ra một cái base test những cái gì liên quan rồi ở trong vài bữa ở okay, khi mình chạy mình lấy từ biến môi trường xuống là lúc này mình sẽ lấy mình thay thế nó sau từ cái biến môi trường đó mình làm nó gọn dần, dần 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 được chưa để cho mọi người hình dung cái cách rồi bây giờ ở trong này ha là đã xong được một cái test end to end follow cho tháng này mình có thể tách ra nhiều cái method method test khác ví dụ cái này là để cho test về create và verify được chưa rồi mình có test một cái liên quan tới update thì mình create verify rồi mình update rồi mình verify là cái test thứ hai Test thứ ba mình chỉ cần create rồi mình delete là trong này nó có cái verify sẵn có delete rồi ví dụ mình tắt ra vậy ha cái này là test end to end flow à, ví dụ như cả cái này end to end <laughs> rồi thay vì test end to end mình tắt ra tùy mình ha có thể là mình tắt ra thêm cái này tụ simulate thôi ha có nghĩa mình có thêm một cái test này <laughs> simulate để cho mọi người thấy mình có thể dùng từng module của này của mình copy đi rồi hẹn hồi phân giải à. Rồi test end to end flow ở đây mình sẽ ở đây là create ha, mình nói là create issue. Uh, test issue creating. Uh, này là create issue đi ha. Sao dù khi cái, cái tên nó không có khó rất là khó nghĩ mọi người. Create thì chỗ này mình test create cho nên là mình chỉ create xong làm gì? Verify xong đúng không rồi mình test cho cái thằng update <laughs> thì mình sẽ uh, update ha update issue thì chỗ này mình làm gì copy toàn bộ cái này xuống rồi mình test cho update thì mình create xong mình cần verify không tôi cần create rồi, tôi update issue của tôi rồi tôi mới verify rồi để đó có nghĩa là mình lấy cái thằng create issue của mình làm cái preparation của mình và lúc này mọi người thấy không mình có thể review lại cái flow này rất là nhiều chỗ dễ dàng rồi à, thừa tháng xong xong lên làm cái nữa luôn ha mình test vào cái delete à, test à, chỗ này là delete issue được chưa chỗ này thì mình tạo ra không cần verify Ông tôi cũng không cần update tôi không cần verify gì hết create to delete ở trong cái delete này tôi có verify hoặc là mình có cái hàm verify after delete cũng được ha mình biết là ở trong cái delete này mình có verify rồi cho nên mình, để cho luôn vậy là mình có được bốn method thì khi mình chạy cả cái class này nó sẽ run cả bốn method cho mình bốn cái này một hai ba bốn thì nó có thêm nhiều cái sâu thêm về test engine nhưng mà ở đây tụi sẽ muốn share như thế này mọi người có thể muốn thì explore thêm hoặc là coi các cái tutorial khác của tụi ở trên youtube đó. thì cái phần test engine thì nó cũng similar content mọi người có thể coi thêm câu cái này á là có nghĩa là tụi muốn là chỉ cho mọi người cái, cái cách mà mình dùng test engine thôi chứ không có đi sâu quá về nó muốn mà đi sâu vô thì có những cái bài mà phía mobile những cái tutorial về mobile hay là web gì tụi cũng có nói về từng cái của test chi NG. mọi người chịu khó mình quay lại trong đó mình coi riêng ha bây giờ mình run cái này xem thử bốn cái này chạy ok không ha Nó ra bốn method cho mình <laughs> run ok Mình thấy nó chạy là từng cái từng cái từng cái nè Create, Delete, Test rồi Update Đó. Nó run là nó run theo thứ tự bảng chữ cái nha Nếu mà cùng một cái này mọi người thấy nó run theo bảng chữ cái Bây giờ giả sử mình cho nó run Parallel tất cả đi ha Rồi cái này mình cho Parallel, không biết cái thằng này nó có cấm run Parallel không nữa Mình sẽ muốn run Parallel theo cái kiểu method Đó, ở trong luôn cross cao tối đa mình cho bằng bằng 10 thôi Đó, mình có bốn cho tối đa bằng 10 biết trên cùng lúc bốn cái nó có bị chặn hay cái gì nữa cũng sợ lắm <laughs> nó chặn là hết tutorial luôn mà cũng may tới bài này thì chỉ có cả, còn, phần report rồi mình trigger từ cái gì trang um, được các kiểu thôi cái tới nay thì hầu như là mình thấy là cái hình hài của nó là uh, khá là ok để cho mọi người apply vô trong dự án thực tế rồi, đúng không bây giờ mình run cái này và mình muốn là bốn thằng nó nó sang cùng lúc nó run luôn <laughs> before test đó mọi người thấy không bốn cái nó ra cùng lúc này đó. À, nó bị chặn hay gì rồi à, năm mươi sáu ừ nó ừ. hình như mà mình cùng lúc và json input test bây giờ khi mà nó trả về ở này issue flow request ở ừ, cái này mình đâu có chen một cái gì đó có thử trong issue flow này mình có một cái không mình không có chen cái gì của cái static này hết nhưng mà mình làm đồng thời thì ok nó không cho trong trường hợp này chắc là do cái api của cái thằng này nó sao á cho nên tụi trước khi làm tôi cũng nghi nghi lắm rồi ok mình làm tương tự thứ hai nó có bị ban mình hay gì không <laughs> tại vì mấy cái đồ miễn phí này thì mình không có dám mà request một lúc nhiều quá cũng sợ sợ nó ban đó bắt đâu là mình uh, giống như là test tầm system của nó ok nó vẫn còn dùng được ha ok mọi người muốn có thời gian thì explore thêm cái cùng lúc song song xem nhiều request tới Jira thì sao? nhưng mà tụi không có recommend ha cái này mình hiểu được thôi mình apply cho dự án của mình cho cùng dự án của người ta thì ok mình nói chung mình cũng nhẹ nhẹ lặng tí mình xem mình coi thử vậy là được rồi mình biết cái cách là ok xem song song là nó như vậy còn nhiều khi người ta không cho xem song xong thì thôi xem à, cái dự án thiệt của mình mình làm và lại tới đây á, mình đã construct được cái test của mình nó rất là beautiful như thế này và mình thấy có cái là mình reduce được các cái flow này rất là dễ dàng khi nhìn ở trong test này mình đọc rất là trực quan không cần phải VDD, VDD gì hết tới đây mình đã đọc mình đã hiểu được mình đang làm cái gì rồi à, chứ không cần đọc cái gì về mình tắt ra cứ cần cái gì thì gọi đúng cái đó cần cái gì thì gọi đúng cái đó miễn sao mình tạo được mình mô hình hóa được nó đúng thì ra ngoài này à, từng lớp từng lớp từng lớp được chưa rồi bữa sau mình sẽ nói về cái reporter để mình test xong phải có cái reporter cái chứ được chưa rồi bye for now và see mọi người ở trong cái next video ok bye bye